Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Putin đã nhìn đồng hồ, Ukraine đang tươi cười bỗng tái mặt, Nga sắp động binh rồi. Cùng lúc, chuyên gia nhận định, Nga đang làm điều sửng sốt ở Ukraine, quân Mỹ bất ngờ mù câm điếc đồng loạt. Trong khi đó, Anh tăng thêm quân đến cửa ngõ nước Nga, có thật NATO chỉ là liên minh phòng thủ. Trong khi các nước phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine, các nước NATO vẫn tiếp tục chuyển cho Kiev những vũ khí mà hầu hết trong số đó có thể coi là tấn công. Cụ thể ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Tổng thống Putin đã nhìn đồng hồ, Ukraine đang tươi cười, bỗng tái mặt, Nga sắp động binh rồi. Các quan chức cấp cao và cả tổng thống Zelensky đều nhận ra rằng sân khấu mà Nga giàn dựng ở biên giới Ukraine đã xong, show diễn có lẽ sắp bắt đầu. Các hình ảnh vệ tinh do NASA công bố vào tuần này xác nhận sự tích tụ lực lượng ở Crimea. Hình ảnh cho thấy việc bổ sung nhiều lều trại ở những khu vực lân cận đi cùng với thiết bị quân sự, một dấu hiệu cho thấy quân đội đã đến hoặc đang trên đường đến. Hiện tại họ đang làm mọi cách để khiến chúng tôi và phương Tây hoảng sợ quan chức Ukraine nói, gọi đó là một trò chơi poker thực sự. Các quan chức Ukraine hiện đang theo dõi hoạt động của 6 tàu đổ bộ Nga, có khả năng triển khai xe tăng và hàng nghìn binh sĩ được gửi từ hạm đội Baltic và phương Bắc đến các cuộc tập trận ở địa Trung Hải, nhằm tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng có thể tiếp tục tiến vào Biển Đen. Ihor Kabanenko, một đô đốc đã nghỉ hưu của Hải quân Ukraine cho biết, đó là một nhóm tấn công khổng lồ, Chúng tôi không có đủ khả năng trên biển để đáp ứng thỏa đáng sự triển khai như vậy của Nga. Các quan chức và nhà phân tích cho biết, tại một số khu vực mà Nga vẫn chưa có đủ nhân lực để trang bị vũ khí, quân đội dường như sẽ tiếp tục đến trong những ngày tới. Và vẫn còn một câu hỏi được đặt ra là liệu quân đội Nga có thể tập hợp đủ lực lượng dự bị cho bất kỳ chiến dịch quân sự kéo dài nào hay không? Michelle Kaufman, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại CNA, cho biết trong những ngày tới, Nga có thể sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng. Việc sau đó cần làm chỉ là lên xe và đi đến biên giới Ukraine. Quân đội Nga đang tự định vị để có thể tiến hành một cuộc chiến quân sự quy mô lớn chống lại Ukraine. Và tư thế lực lượng cho thấy rằng nếu được lệnh, họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công đa trục. Kaufman nêu quan điểm. Trong nhiều tuần, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã cố gắng giảm bớt mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa. Nhưng giờ đây, ông ngày càng tỏ ra lo ngại hơn. Đây sẽ không phải là một cuộc chiến của Ukraine và Nga, ông nói. Nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, đây sẽ là một cuộc chiến tranh châu Âu, một cuộc chiến toàn diện. Chuyên gia nhận định, Nga làm điều sừng sốt ở Ukraine, quân Mỹ bất ngờ mù câm điếc đồng loạt. Các lực lượng trên bộ của Mỹ sẽ bị điếc câm và mù trước những gì đang xảy ra ở Ukraine, không thể liên lạc, nhận thông tin tình báo, thậm chí là chiến đấu. Hiệp ước tự sát NATO-Ukraine Trong bài viết trên nguồn tin, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ, chuyên gia phân tích Scott Ritter mô tả cuộc chiến với Nga sẽ không giống như bất cứ điều gì mà Mỹ và NATO đã từng trải qua. Là một người từng được huấn luyện để chiến đấu với quân đội Liên Xô, Ritter chứng thực rằng một cuộc chiến với Nga sẽ là chưa từng có. Quân đội Mỹ không được tổ chức, huấn luyện và cũng không được trang bị tốt để chống lại đối thủ. Ngoài ra, người Mỹ cũng không sở hữu học thuyết có khả năng hỗ trợ một cuộc xung đột vũ khí hỗn hợp quy mô lớn. Nếu Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh thông thường với Nga, họ sẽ phải đối mặt với thất bại trên quy mô chưa từng có trong lịch sử quân sự. Nếu các lực lượng Mỹ nhìn thấy mình trong một cuộc chiến trên bộ với Nga, họ sẽ phải thức tỉnh một cách man dại và lạnh toát quan chức quân sự Mỹ nói, theo Ritter, thất bại Trung Đông kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, Iraq và Syria đã tạo ra một nền quân sự không còn đủ khả năng để đánh bại một đối thủ ngang hàng trên chiến trường. Thực tế này đã được nhấn mạnh trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Lữ đoàn dù 173 của quân đội Mỹ. Nghiên cứu cho thấy rằng các lực lượng quân sự của Mỹ ở châu Âu không được trang bị, thiếu nhân sự và không được tổ chức đầy đủ để đối đầu với sự xâm lấn quân sự từ Nga cuộc xung đột cường độ thấp mà quân đội mỹ tiến hành ở iraq và afghanistan đã tạo ra một đặc tính được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng mọi mạng sống của người mỹ đều quý giá và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để sơ tán những người bị thương tạo điều kiện cho y tế cứu sống trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể khái niệm này có thể khả thi khi mỹ kiểm soát môi trường nơi các cuộc giao tranh được tiến hành tuy nhiên nó hoàn toàn là hư cấu trong chiến tranh vũ trang kết hợp quy mô lớn sẽ không có máy bay trực thăng sơ tán y tế bay đến giải cứu vì khi xuất kích, chúng sẽ bị bắn hạ. Sẽ không có xe cứu thương đến hiện trường vì đến là bị tiêu diệt. Ưu ừ thế vượt trội mà Nga có được. Anh tăng thêm quân đến cửa ngõ nước Nga, có thật NATO chỉ là liên minh phòng thủ. Anh vừa muốn trấn an Nga rằng NATO chỉ là một liên minh phòng thủ, trong khi lại vẫn mở rộng cửa cho sự gia nhập của Ukraine. Theo nguồn tin, Bộ Ngoại giao Anh và Nga đang lên kế hoạch tổ chức chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh tới Nga vào ngày 10 tháng 2 năm 2022 nhằm tìm cách xoa dịu căng thẳng xung quanh Ukraine. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lặp lại những cáo buộc cho rằng Điện Kremlin đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn cung cấp cho Nga sự đảm bảo bổ sung rằng NATO sẽ vẫn là một liên minh phòng thủ, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu những lo ngại của Moscow về sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của khối này ở gần biên giới với Nga. Đồng thời, người phát ngôn của ông Boris Johnson cho rằng, Ngài Thủ tướng Anh sẽ kiên quyết duy trì nguyên tắc của NATO là chấp nhận tất cả các nước sẵn sàng tham gia. Nói cách khác, điều này để ngỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO miễn là nước này đủ điều kiện. Cụ thể, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho rằng, Nga đã bày tỏ lo ngại về sự xâm chiếm tiềm tàng của NATO. Nhưng chúng tôi nói rõ ràng những lo ngại đó về cơ bản là không có cơ sở vì NATO từ trong bản chất là một liên minh phòng thủ. Khi Ngài Thủ tướng và các nhà lãnh đạo phương Tây khác nói rằng tất cả các nền dân chủ châu Âu đều có quyền gia nhập NATO thì đó không phải là sự nhượng bộ có thể đánh giá phản ứng của Anh là nước đôi khi nước này vừa muốn trấn an Nga rằng NATO chỉ là một liên minh phòng thủ, trong khi lại vẫn mở rộng cửa cho sự gia nhập của Ukraine. Đây là điều bị Nga chỉ trích, vì như vậy lãnh thổ của khối NATO sẽ dâng lên đến sát cổng nhà của Nga, không trở lại bất cứ vùng đệm an toàn nào. NATO tăng cường khả năng tấn công của Ukraine ở Donbass trong khi phương Tây cáo buộc nga chuẩn bị tấn công ukraine, các nước nato vẫn tiếp tục chuyển cho kiev những vũ khí mà hầu hết trong số đó có thể coi là tấn công. Theo nguồn tin ngày 8 tháng 2, ngoại trưởng mỹ anthony blinken cho biết nhà trắng có kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự cho kiev. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quốc hội, các đồng minh và đối tác của chúng tôi để tăng cường hỗ trợ đáng kể cho ukraine nhằm giúp họ tự vệ. Ông Blinken nói sau cuộc họp của Hội đồng Năng lượng Mỹ, EU, kể từ năm 2014, các nước NATO do Mỹ dẫn đầu đã cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho Ukraine. Điều này vi phạm trực tiếp các thỏa thuận mix và ảnh hưởng tiêu cực đến việc ổn định ở Donbass. Ngoài Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Litva, Séc, Bulgaria, Romania, Estonia tham gia chuyển giao vũ khí với tổng trị giá hàng tỷ USD. Washington đã gửi hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, tàu tuần tra, súng bắn tỉa và radar tới Kiev, trong khi Anh chuyển súng phóng lựu chống tăng và Thổ Nhĩ Kỳ gửi máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2. Ukraine và Anh đã ký một bản ghi nhớ quy định việc thiết kế và đóng tàu chiến chung trên lãnh thổ của hai nước và xây dựng hai căn cứ cho Hải quân Ukraine. Ngoài ra, Ukraine đã nhận được các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự khác Nguồn tin dẫn dữ liệu của Lầu Năm Góc cho biết, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022, Ukraine đã nhận được hơn 650 tấn của lô hàng vũ khí nói trên. Mỹ cũng đã cung cấp súng bạt tỉa, đạn dược và các phương tiện liên lạc. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!